Điểm tin tài chính ra các lợi. Nông sản, USDA cho biết diện tích trồng đậu nành ở mức 86,1 triệu mẫu, giảm so với ước tính hồi tháng 3 là 86,5 triệu mẫu. Lượng dự trữ đậu nành của Hoa Kỳ đạt gần 0,967 tỷ dạ. Lượng dầu đậu lành sử dụng cho sản xuất nhiên liệu sinh học tại Hoa Kỳ cũng tăng trong tháng 4. Đậu tương tiếp tục cấu trúc giảm gần nhất. Nguyên liệu công nghiệp, đường tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng rưỡi khi hết hạn hợp đồng tháng 7. Bất chấp dữ liệu sản xuất tích cực của Brazil, kết quả thu hoạch đường tại Brazil không như kỳ vọng đã đẩy giá đường tăng trong thời gian gần đây. Đường phiên gần nhất đã bật tăng mạnh, tiếp tục cấu trúc tăng. Kim loại, giá kim loại quý đã giảm trở lại từ mức tốt nhất trong phiên hôm nay sau khi lãi suất trái phiếu toàn cầu tăng. Ngoài ra, những bình luận dầu của Chủ tịch Fed về chính sách tiền tệ có thể chưa đủ thắt chặt cũng gây áp lực lên giá kim loại quý. Đồng đã xác nhận cấu trúc giảm tạm thời kết thúc, tuy nhiên giá chưa xác nhận cấu trúc tăng mà đang bước vào vùng tranh chấp không xu hướng. Đừng quên cập nhật xu hướng thị trường mỗi ngày cùng Gia Cát Lợi.